thì quen bạn này xong thì cũng muốn chính thức đụng cái bạn này, nói là bạn này muốn đi du học, thành ra nó thôi vậy anh cứ đi đi rồi mai mốt ví dụ như mà về á thì có duyên thì mình gặp lại, chứ em là em không đợi. Chào hai em. À, hai em đến từ đâu ạ? Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Quang Thanh, nay em 26 tuổi, hiện tại em là nhân viên kinh doanh, em đang ở bên Bình Chánh. Chào Thanh. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em là Huỳnh Ngọc Hoàng Thư, năm nay em cũng 26 tuổi luôn. Thì hiện tại em cũng là nhân viên kinh doanh. Nhân viên kinh doanh hết. Dạ. Vậy thì hai em có thể cho anh biết là tình duyên của hai em bắt đầu từ đâu? Tụi em là từ bạn bè lên. Hồi lúc đầu tiên mà tụi em gặp nhau là tụi em đi làm chung với nhau ở bên Pizza Hut á. Là lúc đó tụi em chạy bàn. Thì đợt đó là Thanh thì đang nghỉ. Nói chung là Thanh đang không có tính đi làm nữa. Xong cái hôm đó nguyên một group là đi làm xong cái rủ nhau là đi karaoke, thì em gặp bạn Thanh. Là em đã em thích liền không? Không, em cảm thấy có ấn tượng gì vậy? Có ấn tượng là bạn này hiền thiệt, hiền với lại bạn đúng. Này cũng đẹp trai. Dạ. Còn Thanh thì sao? Lúc đó em mới tới à, cái tự nhiên cái bạn này chạy lên nói xin chào. Rồi xong đi karaoke em cũng ngồi chơi, các bạn là cũng lại khoát tay xong bạn ngồi băng ca. Bạn này hả? Dạ. Khoát đi. Tại vì tính của em trong chơi trong cái đạt group á thì cũng vui, tự nhiên luôn. Dạ đúng rồi, tự nhiên thì. Nhưng mà để hỏi bạn Thanh coi lúc đó là lúc em nghĩ trong đầu như thế nào về cô gái này khi mà mới gặp lần đầu cổ khoát tay em có ấn tượng gì không? Em cũng hơi bất ngờ. Lúc đó em ấn tượng là tại sao bạn này vẫn tự tin mà bạn tự tin mà bạn dạng quá, như vậy. Dạng quá đúng không? Nhưng mà em có thích cái điều đó không? Em cũng không để nhiều. Thích phải không? Dạ. Tình trạng của em lúc đó như thế nào? Có bạn trai hay là chưa có? Lúc đó là em có bạn trai, bạn này cũng có bạn gái luôn. Vậy thì đến lúc nào thì tụi em cảm thấy là thích nhau? Gần 2 năm sau. Tại vì lúc đó thời điểm là hai đứa đều có bạn hết nên thành ra là hai đứa không có nghĩ gì hết, đúng chỉ rồi, là quen là bạn thôi. Dạ đúng rồi. Chắc có lẽ là một trong hai người phải có một người bị trục trặc trong cái chuyện tình cảm với cái người trước, đúng không? Dạ cả hai. Đó là bạn Thư này cũng chia tay thì em cũng nhắn tin an ủi, lúc đó em cũng chia tay trước rồi thì cứ nhắn qua nhắn lại vậy thôi, một thời gian cũng lâu, cũng gần nửa năm sau á thì em mới quen. Con nửa của mình đã ngay cái bên mà tại sao mình không biết, đúng không? Em có cảm giác như em bị gài á. Em chia tay thì thật sự lúc đó là em quen bạn cũ cũng 6 năm rồi. Thì em đang nghĩ lúc đó là tới thời điểm này phải chơi rồi, giờ là em không có muốn quen nữa, giống như kiểu là cũng muốn có một thời gian để cho tự do. Thì bạn này thì lại là bạn thân của em nên thành ra là lại nhắn tin, xong rồi tự nhiên tới hôm đó cái rủ Thư ơi đi Cần Giờ. Cái em cũng đi Cần Giờ đi chơi tới chiều luôn, tức là bắt đầu trời mưa ầm tối thui, hai đứa chạy mưa về mà lãng mạn lắm. Mưa về. Dạ. Rồi về sau đó có bị bệnh không? Dạ chưa kịp bệnh là cảm nắng, tức là về cái tự nhiên tặng cho em cái hộp quà, cái em cũng ngại em đóng cửa em đi vô, tặng em hai cái đồ cột tóc đó là hai cái lần gần nhất em đi Đà Lạt. Thì em cũng nghĩ là em mua em để đó thì sau này em thích ai em tặng người đó. Xong cái tới là tháng 12 là lại rủ em đi chơi tiếp, lần này đi Đà Lạt đi xe máy nữa. Thì cũng đợt đó là bắt đầu mới chính thức là em mới biết là em có người yêu rồi đó, bạn đó nói là bạn đó thương em. Cái chữ lên trên Đà Lạt chữ thương. Có gì không? Đà Lạt thì hai bạn này bạn đặt phòng, phòng này ở trên một cái đồi, khung cảnh nó cũng khá là lãng mạn và dễ thương, cũng nhẹ nhàng thì tụi em cũng ôm nhau rồi hôn nhau. Xong cái bạn đó cũng cũng có tính nhưng mà lại lúc đó thì em lại không chịu. Cái nụ hôn đầu tiên là ở trên Đà Lạt. Đà Lạt dạ. Mà chỉ có thế mà thôi. Rồi về Sài Gòn rồi mới chuyện xảy ra tại Sài Gòn. Sau đó 4 tháng lận. Lúc đó là em mổ mắt, mổ xong thì cũng 11 mười mấy 12 giờ rồi, bác sĩ hẹn đầu giờ chiều quay lại. Thư thì kêu về nhà Thư nghỉ đi. Em cũng ngại tại chưa có về nhà Thư. Em mới nói là thôi ra khách sạn gần đây nghỉ vài tiếng rồi xong rồi chiều gặp bác sĩ. Cái này cũng tại bác sĩ chứ không phải tại mà hay vậy, chờ mổ mắt mà ấy được hay thiệt. Trong khi đó ở Đà Lạt lãng mạn như không. Thế mà chỉ có hôn thôi. Không sao đâu chị, nghịch cảnh nó sinh ra hoàn cảnh. Sau đó thì tình cảm của các em nó có trơn tru bằng phẳng không? Hay là nó có những cái biến cố xảy ra? Sau đó khoảng một tháng đó em cũng có dự định là em đi du học khoảng 2 năm. Kêu bạn đợi mà không chịu là chia tay. Vậy hả? Dạ. Rồi, chia tay lâu không? Dạ, một tháng. Em đòi chia tay đúng không? Dạ. Thì quen bạn này xong thì cũng muốn chính thức đụng cái bạn này, nói là bạn này muốn đi du học. Thành ra nó thôi vậy anh cứ đi đi rồi mai mốt ví dụ như mà về á thì có duyên thì mình gặp lại, chứ em là em không đợi. Em không đi nữa. Dạ, chỉ có sau đó bao lâu thì tụi em lấy nhau? Tụi em đăng ký kết hôn á, một năm sau tụi em mới cưới. Tháng 10 là bạn này bắt đầu cầu hôn em. Cái em mới hỏi chứ cầu hôn xong cưới nhau rồi ở đâu? Cái hai vợ chồng tính ra xong thì Hâu quyết định mua nhà. Không thể nào mà đủ tiền để mua hết thì bắt buộc phải vay ngân hàng. Thì phải có pháp lý là vợ chồng thì mới có thể nào vay được. Gọi điện thoại về cho ba. Ba ơi, tuần sau con đi đăng ký kết hôn nha. Bạn này cũng gọi về cho mẹ nói là tụi con đi đăng ký kết hôn, năm sau nữa mới cưới. Tụi em cưới nhau mấy năm rồi? Nếu mà chính thức cưới là khoảng 4 tháng. Bây giờ là 1 năm 4 tháng chính thức là vợ chồng với nhau. Có phát hiện ra những cái tật xấu gì của nhau hay không? Thôi Thanh nè, anh hỏi nè. Dạ nhiều lắm. Bạn này thì hồi lúc quen nhau bạn có một cái tính là khi mà cãi nhau là bạn im lầm lì lì á. Lúc mà quen thì đuổi em về nhà, khi mà về chung nhà rồi thì trốn vô trong phòng nhốt em ngoài. Em thì muốn hai đứa nói chuyện nói cho xong rõ ràng.
im lặng cứ giận làm biến nói ha. Em sợ em nói bậy, với lại em nóng thì em sợ em nói không có hay á, nên thành ra là em hay im, mà lỡ im em luôn cả tuần á, anh bị bệnh. Rồi còn đặt xấu gì nè? Bạn rất là hậu đậu, hay làm rớt đồ. Ví dụ như để đồ trên bàn thọt tay lấy là hồi là nằm dưới đất hết. Nấu ăn này kia là lấy cái trứng từ tủ lạnh qua cái bếp là cái trứng nằm dưới đất. Thường xuyên đúng không? Dạ đúng rồi. Bé đang lớn, cái xương nó đang phát triển á, nhiều khi cầm gì không có chắc á. Đó là rớt. Với có một cái tật là mỗi khi đi làm về hoặc là đi chơi về, gần về tới nhà là bắt đầu hối đi toilet. Về tới nhà là xong cửa vô là đi vô toilet. Vô cái là chạy quýnh vô. Dạ, đúng rồi. Rồi xong rồi đồ đạc này kia có thể để ngoài cửa gì đó cho em dọn. Rồi còn gì nữa không nè? Khi mà tối ngủ thì hay lấn giường lắm. Có mấy lần em xém đọt. Mà khi cãi nhau là tự động nằm sát bên đây, tự động nằm mép gì nè. Còn khi bình thường là cứ lấn ép bên đây. Đúng rồi. Chuyện bình thường. Mấy bà là gì? Bây giờ tới em đó. Chồng em ngủ xấu lắm, thì bình thường ôm thì ôm cái eo em vậy đi, không có chịu, cứ nó cứ đi lên núi hay sao á, thế nào cái tay nó cũng leo núi à. Mà tối nào cũng vậy, cái núi đó nó hợp đúng không hả? Rồi còn cái gì nữa nè? Dạ cái thứ hai là nóng tính lắm. Ví dụ như mình đang chạy, cái có người chạy lên ủn đầu một cái là bắt đầu quạo, là bắt đầu muốn chạy lên chửi lộn. Em cũng sợ, phải bình tĩnh lại một chút. Rồi riêng không, cái vấn đề đó mình cũng không được. Đúng dạ. Là khuyên luôn á. Còn tật xấu gì nữa không? Cái này cũng không phải là xấu, tất nó có mùi. Dạ có mùi tất, thì thật ra thì nó cũng không gì hết, nhưng mà lâu lâu em xem phim thì em đang ăn bắp rang với lại em uống nước ngọt, thì tự nhiên lâu lâu nó có cái mùi nó bay lên một cái, nó cũng kỳ vậy ta. Cái mùi gì mà nó kỳ là cái đó là không phải tật xấu, mà là đó không phải em tội nghiệp đúng không? Mày mua miếng lót giày mà mùi quế á, nó sẽ chữa được. Với lại là ngâm chân ở trong nước ấm mỗi tối á. Ảnh có kỹ tính không? Kỹ lắm anh chị ơi. Kỹ đến mức mà trở thành tật xấu luôn. Nhiều khi em quạo luôn á, tại vì bình thường em về nhà thay vợ chồng đi làm về thì thường là mình nghỉ ngơi, mình coi tivi, mình giải trí một tí xíu. Còn không, bạn này về tới nhà bắt đầu thay bộ đồ, bắt đầu là sắp chắp tay sau lưng coi đi xung quanh có cái gì dọn không. Dép để vô, rồi vớ thì để vô, rồi đi giặt đồ, rồi đi lau nhà, quét quá nhà. Tốt. Em nấu đồ ăn thì em hay làm rớt đồ mà. Ví dụ như lâu lâu rớt cộng hành hay rớt miếng cơm gì đó, và đó, bạn này đứng sau lưng đậu đó. Dạ đúng rồi, thì bạn này đứng sau lưng me, tại vì do bạn nói là cộng hành là nó dính mỡ, mà em rớt xuống mà không chịu dọn liền á là lát nữa thế nào cũng chay ra nguyên một nhà. Rồi ai dọn là bạn này dọn là đứng đằng sau lầu bầu, nó là ơ làm đổ rồi sao không lụm, ơ làm rớt cơm rồi sao không lụm, lúc nào cũng làm rớt cơm là nó cứ, tức là em khó chịu là bởi vì thay vì ông làm đừng nói là, dạ ông vừa nói mà ông vừa lầu bầu thì tại vì chịu. Em cứ làm rớt hoài, xong bạn này thì bạn cũng lầu bầu nên thành ra là hơi quạo, hay bực mình lắm. Vậy là cái cô này chắc có lẽ là bừa bộn lắm đúng không? Cũng hơi bừa bộn một xíu. Đi lại chén đũa trong nhà là em cũng rửa hết, để bạn rửa là biết nó mẻ hết. Rồi chồng có ghen không? Có ai kế bên em là bắt đầu bật cái radio là theo dõi, chứ không phải là nói đâu. Có cái gì rồi là đứng ra là bập liền. Em nghĩ là chồng em là cái thuộc dạng đó. Không nói nhưng mà kiếm đầy đủ bằng chứng. Trước giờ là anh có ghen gì không? Chưa có cơ hội. Vợ em có ghen không? Dạ cũng có. Em ở trong công ty thì hay có mấy cái group Zalo này nọ, tối mọi người hay nhắn, thì cứ nổi tin nhắn lên là bắt đầu con nào nhắn tin giờ này, lướt hồi thấy có nữ là vô điều tra coi bạn này có quen biết gì không, có tương tác gì không. Không mà vợ chồng son mà em không thể nào mà tránh được cái chuyện mà ghen tuông vậy mới vui, hiểu không? Mà em có muốn vợ thay đổi điều gì thì em cũng mong muốn là ví dụ như có cãi nhau thì mình cũng ngồi lại nói chuyện với nhau để mình biết là bên kia đang nghĩ cái gì và mình đang nghĩ cái gì. Muốn thay đổi một cái đó thôi. Dạ. Yeah. Còn em cái đó là chở vợ hay chở ai thì bình tĩnh lại xíu, đừng có nóng tính là được rồi. Đúng rồi, bây giờ thực ra cái mà mong muốn của vợ em cũng là mong muốn của tụi chị á. Đúng rồi. Bây giờ rất nhiều người không tự khống chế được cái giận của mình đó, cái cơn nóng giận của mình nguy hiểm quá. Lỡ hai cái nó đụng nhau một cái là sẽ có cơ sự xảy ra liền. Ông bà mình nói là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Cho nên chị nghĩ là cái đó em nên thay đổi. Riêng vấn đề chồng em muốn em á thì em đúng là cũng nên cởi mở. Ví dụ như mình bực thì mình nói luôn. Có thể là đầu tiên thì nhiều khi mình chưa kềm được, mình hay nói bậy. Kể cả cái việc mình nói bậy rồi thì chồng mình sẽ góp ý với mình để lần sau mình bớt, chứ vợ chồng mà cứ lạnh lùng á, kiểu mà mình không nói ra đó, giống như nước mà lóng phèn á, cái mình ức hoài đến một lúc mà mình bùng nổ lên là coi như đổ vỡ hết, giống như giả tràng mà nó cứ xe cát xong sóng ập cái là mất hết. Còn thêm một cái điều nữa là cái này là chị mong muốn thay đổi, cái mà bừa bộn á thì mình phải kỹ cái đó. Cái này sau này nếu như em có con gái thì nó sẽ không bị ảnh hưởng cái điều đó đối với con của mình. Chị cái tật của chị cũng phải là gọn gàng lắm, nhưng mà chị rất là khó chịu khi mà xung quanh mình á mọi thứ nó không có ngăn nắp, nó đâu vô đó, hiểu không? Giống như mình nấu một bữa ăn á mà nó làm đến đâu dọn đến đó, làm đâu dọn đến đó, thì khi mà mình bày ra thức ăn xong rồi mình khỏe lắm. Dạ. Rồi đi ăn xong còn này mình nhìn ra cái bàn xong mình nhìn vô cái bếp, trời mình thấy ê hề, mình ăn không ngon nữa. Dạ. Đó nó là vậy. Rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình nha. Dạ. Vợ chồng ở đâu mới đến đúng không? Dạ, con ở quận 6 ạ.
ở Sài Gòn luôn. Ở Sài Gòn luôn. Dạ. Tưởng đâu miền Tây lên. À, chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận, con tên là Nguyễn Quốc Khánh. Con năm nay 33 tuổi, con cũng Sài Gòn luôn. Sài Gòn. 33 tuổi xin mời anh chị được rồi. Dạ. Mình chào lại đi, chào anh chị đi. 2 3. Dạ, con chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Dạ. Con tên là Nguyễn Quốc Khánh, năm nay con 33 tuổi. Con với anh chị cũng như nhau à. Em với anh chị đi. Rồi 2 3. Em dạ. Dạ em năm nay 33 tuổi. Tên là Nguyễn Quốc Khánh. Công việc của Khánh là gì? Chắc tao đã đoán là nghe chắc là có liên quan đến phòng tập tạ. Dạ có đi tập thôi chứ không có liên quan phòng tập tạ. Khánh làm gì? Dạ hiện em đang kinh doanh về thức ăn, bán thức ăn chó mèo với trang trí tiệc cưới. Vậy đó hả? Mà tôi quận 6 lận hả? Dạ. Trời ơi, vậy mỗi lần mua đồ cho chó mèo mà nếu mà order từ quận 6 là bị xa. Không, cái mua đồ cho chó mèo á là shop. Còn này là như là cứu hộ chó mèo luôn. Dạ đúng rồi. Đúng, có thể chia sẻ chút xíu. Đáng yêu vậy. Cứu hộ chó mèo. Trời ơi. Chị coi trên Facebook á. Ghiền coi lúc người ta cứu cứu mèo rồi cứu. Mình cũng thích luôn. Cứu hươu, cứu nai để hươu nai thì ở nước ngoài. Thì coi hết. Ở Việt Nam mình là chó mèo. Dạ thật ra. Bây giờ giới thiệu đi khoan. Giới thiệu tên họ, công việc. Rồi nói chút xíu về cái công việc này của hai vợ chồng. Em chào chị Hồng Vân ạ. Em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Nguyên Như và năm nay em 31 tuổi. Em thì hiện tại là cũng kinh doanh cùng với chồng là về bán thức ăn chó mèo cũng như là trang trí tiệc cưới. Nhưng mà một cái cánh tay khác nữa của em, tức là hai đứa là cùng làm bên cứu hộ chó mèo. Thì thực ra không phải là chỉ có cứu hộ chó mèo đâu, mà là cứu hộ động vật ạ. Tức là hiện tại bên em là Sài Gòn Times đang có tới hơn 450 bé lận. Thì ngoài chó mèo ra thì còn có gà, vịt, heo, thỏ, rùa. Hoặc là những bé chim cú, chim mồ câu. Rất là nhiều, rất nhiều loại động vật nữa ạ. Rồi cái coi như là mình cứ tụ chúng về đó. Rồi cái nguồn kinh tế là ai, ở đâu ra để mà nuôi tụi nó? Dạ, thì tụi em thì cũng thuê một cái trạm ở bên Bình Chánh là rộng 550m² để cho mấy bé ở. Thì cứ chó thì sẽ có một khu và mèo một khu và các loại động vật khác một khu nữa. Thì một phần là kinh tế là do tụi em cứ làm ra bao nhiêu thì lo cho tụi nhỏ hết bấy nhiêu. Rồi gia đình hai bên cũng giúp rất là nhiều. Nhưng mà cũng phải kể đến là có sự giúp đỡ của các mạnh thường quân nữa. Rồi cái việc mà cứu hộ chó mèo là như thế nào? Ví dụ như con chó nó bị vấn đề gì đó hay là con mèo nó gỗ rơi thì mình biết được thì mang nó về hay sao? Dạ, thông thường thì sẽ có các bạn nhắn tin qua bay hoặc là gọi điện qua cho em. Ví dụ? Thì em bắt buộc em phải lựa ca, tại vì hiện tại là em có tới 450 đứa rồi. Thì em phải lựa những cái ca nặng và cần gấp nhất để mà tụi em có thể chạy đi đón. Em nói cụ thể hơn đi. Thí dụ như nhắn cho em nói về vấn đề gì mà đi cứu đó. Thường thì các bạn sẽ nhắn về bé chó, bé mèo đang bị tai nạn. Nhưng phần lớn là em thấy là chủ yếu là bị chủ đánh đập. Dạ, đánh đập tàn nhẫn luôn. Hoặc là đi ra đường xin ăn rồi bị những người không thích họ đánh nữa. Thì có nhiều bé gần như là thoi thóp luôn á. Thì tụi em phải chạy đi, có hôm là 2 giờ đêm tụi em vẫn phải chạy đi. Trời ơi. Mà cả hai chồng đó, hai chồng coi như chở nhau đi. Dạ, nhưng lúc đó chưa cưới. Là kiểu giống như là lúc đó thì còn thời gian khoảng đó lúc mới bắt đầu vô trạm. Thì khoảng thời gian đó là phải cũng xin phép ba mẹ dữ lắm, nói con đi cứu chó xong rồi con chạy về thôi. Ủa em, hồi đó giờ có cái câu chuyện cái này xin hỏi nếu mà đưa lên dựng được còn không thôi nha. Ví dụ đó giờ có một cái trường hợp nào của một bé chó hay bé mèo, một cái bé động vật nào đó mà nó thật là thương tâm và nếu như mà mình không đến kịp thời là nó chết không? Dạ thật ra là có rất là nhiều. Đâu, em kể một câu chuyện thôi. Tại vì tụi em thì chỉ có hai đứa có thể chạy được thôi, còn em có thuê thêm 5 bạn để cùng chăm sóc. Không, là anh đang hỏi một cái trường hợp nào. Thì cái trường hợp thương tâm nhất mà tụi em tới nơi đó thì bé chó đó bị người ta đánh rất là nặng rồi và đang thoi thóp rồi. Thì lúc mà em ẵm bé trên tay á thì em mong dữ lắm, mong là cố gắng chạy tới gần rồi bác sĩ, nhưng mà lúc đó bé tuốt ở nhà bè lận. Thì em ẵm bé trên tay và bé lúc mà bé sắp mất á, bé cắn em một cái. Rồi bé nằm coi như là bé ngã ra luôn, bé mất luôn. Và đợt đó là em khóc rất là nhiều luôn, tại vì em cảm giác là giống như là tại sao mình không thể tới sớm hơn, hoặc là mình có thể chạy nhanh hơn để có thể đưa bé tới bác sĩ. Khóc mà không phải là vì bị bé cắn đau, mà khóc là vì mình bất lực trong một số ca. Nhưng mà chị hỏi nè, cái giống như là khi mà mình cứu được em á thì bắt đầu mình đưa đến bác sĩ quen của mình hay là cái bác sĩ đó là của mình luôn ở cái chỗ? Dạ, thật ra thì em thấy á, một bác sĩ là sẽ có một cái sở trường khác nhau. Thì ví dụ như ca mắt thì sẽ đưa bác sĩ khác, rồi ca mà bị về ung thư hay là về xương thì sẽ một bác sĩ khác.
nên em chỉ cộng tác với khoảng tầm 5 bác sĩ mà em cảm thấy tốt nhất thôi. Thì với từng ca sẽ đưa qua từng bác sĩ phù hợp. Rồi mỗi lần như vậy là các bác sĩ lấy nhiều tiền không? Dạ thực ra là cũng nhiều á, nhưng mà bác sĩ cũng hỗ trợ tụi em. Chỉ có điều ca mà nặng nhất mà em từng cũng là cũng phải tốn hơn 36 triệu. Tức là bé đó bị xe tải, bé mới sinh thôi, mới sinh con thôi, vì đi kiếm ăn mà bị xe tải cán mà kéo lê hơn 10 mét luôn. Thì bé bị rách hai bên đùi trong, rách đuôi rồi rách tử cung, nói chung là bị rất là nặng. Dạ. Ca đó là con là em đi rước. Dạ. Lúc mà ẵm bé thì máu chảy nó từ lúc mà đón bé từ nhà bè cho tới bác sĩ bên tận Phú Nhuận luôn. Trời ơi. Rồi thôi. Dạ. Như vậy thì hồi đó hai đứa lúc mà là yêu nhau đã làm chuyện này rồi hay sao? Dạ gặp. Không ạ. Thôi giờ mình vô cái vụ này nè chị. Đó. Em chưa đủ 18 nữa ạ, tức là khoảng một tháng em mới đủ 18 thì em có tham gia vào một công ty, thì em gặp ảnh rồi em cứ bước vô và công ty đa cấp thôi ạ. Thì ảnh đang đứng đó đang có thể bấm điện thoại, và em bước vô và em thấy cái ảnh nó chững chạc lắm, mà hồi trước em mê vai to vai rộng nữa, mặc áo vest nữa. Và không biết làm sao, hên xui làm sao mà lúc đó công ty không có nam mà chỉ có nữ thôi, nữ ở lại thôi. Nó chưa, ban đầu là đã có ấn tượng. Dạ. thích ảnh ban đầu là đã mê rồi ạ. Thế còn em thì sao? Dạ em cũng để ý vợ em, là lúc đó là tại vì có bạn dẫn vô mà không biết là sao vợ em mà vô không biết chuyện gì xảy ra mà cứ cười, từ để ý là từ cười từ cổng mà vô tới tới cái chỗ cái hội trường mà mọi người đang đứng luôn á. Xong cái em chỉ nhìn thôi, em thấy cái nụ cười đẹp quá, mẹ em đâu có dám nó ngồi lại mình nói chuyện đâu. Xong cái vô tình cái tự nhiên người bạn của bạn em dắt qua nói chuyện với em, là thế là từ đó tự nhiên là có duyên là bắt đầu có duyên và tìm hiểu nhau luôn. Dạ chưa tìm hiểu đâu ạ. Sau đó chắc cũng khoảng tầm 1-2 tuần em mới gọi là người thả thính trước. Xin số điện thoại ảnh và nhắn tin là anh có biết em là ai không, thì hai đứa mới bắt đầu ạ. Rồi á, là cái việc mà hai đứa cái vụ mà cứu hộ động vật á, là lúc đó là đã có mầm mống làm cái chuyện đó chưa? Thực ra là từ lúc quen nhau tới lúc mà tham gia vào cứu hộ là 6 năm. Tức là lúc đó, nói chung là trước đó là em đã mê chó mèo rồi, gia đình em đã dạy rồi, thì em cũng hay đi lượm chó mèo ngoài đường. Nhưng mà tham gia vào trạm là 6 năm sau. Cái trạm đó là của ai? Dạ trước đó thì có một bạn với một chị nữa thì cùng xây dựng lên một cái trạm để giữ những bé chó mèo mà cứu được mà không thể tìm chủ á. Thì sẽ để đó trong thời gian mà tìm chủ. Xong rồi em lại thấy cái bài đăng về một bé chó, bé Small là bị cắt hàm dưới, rút toàn bộ răng và cắt lỗ tai, cắt đuôi luôn. Trời ơi, ai mà ác dữ. Lúc đó bé còn bị liệt nữa nên em rất là xót và mới quyết định là qua trạm để xin nhận nuôi. Nhưng mà cái tính hai đứa em có tật là hay dọn dẹp đó. Xong rồi ba bệnh thấy không có ai chăm tụi nhỏ nhiều hết, nên hai đứa tự nhiên bàn nhau quyết định là thôi hai đứa sẽ cố gắng mỗi ngày qua dọn chăm sóc tụi nhỏ. Rồi lúc đó là thích nhau luôn. Dạ. Nhưng là tiếp cận nhau nhiều quá. Và xuất phát từ cái lòng yêu thương nó giống nhau quá. Dạ đúng rồi. Và cuối cùng cái tới với nhau luôn. Dạ thực ra thì ảnh không có mê chó mèo bằng em đâu. Em mê em là đứa giải thương. Nhưng mà vì mê em cho nên mê chó mèo. Dạ, đúng chưa? Dạ. Đó. Ủa nhưng mà công việc bồ lúc trước là hai đứa khó khăn lắm cho nên là mới đi phải đi làm, xin đi làm vào một công ty đúng không? Dạ thực ra lúc đó em hoàn mới cảnh em là sao? Mới, hoàn cảnh em là sao? Mới học đại học, mới lên tới đại học thôi. Nhưng mà có khó khăn không? Dạ không. Dạ em tiểu thư mà. Tại vì em mê đi làm mà ba mẹ không cho đi làm. Nên gần như là trốn đi làm á. Còn là tiểu thư con nhà giàu. Còn em thì sao? Dạ con em cũng là một gia đình bình thường thôi. Dạ cũng phải đi làm về cửa, cũng đi làm từng ngày thôi. Nhưng mà lúc em biết vợ em tiểu thư á, là em có bị cảm thấy là nhục chí, không có muốn cua không? Dạ đúng rồi, lúc mà bị mặc cảm không á. Lúc là lần đầu tiên mà thấy nhà vợ cũng hơi tự ti chút xíu. Xong mà nhưng mà tính cách của vợ em làm cho em phải, mình cảm thấy là mình phải tự tin lên chứ, tự tin đúng hơn là mình phải cô ấy sao mà nhà cửa khang trang vậy mà sao cũng không có chảnh, không có thấy mọi người thì cô ấy cũng hòa đồng lắm, không có da dẻ đúng rồi. Đó là cái động lực của em mà em tiến tới bây giờ. Tức là chính thức hai đứa mà yêu nhau á là bao lâu sau khi gặp? Dạ cũng là phải 2 tháng ạ. Cha cũng lâu rồi. Lâu quá trời ơi. Dạ, 60 ngày đó chứ đỡ hoài. Dạ, 1 tháng sau là nhắn tin nhắn ơ đồ. Dạ. Xong rồi 1 tháng sau nữa là chính thức yêu nhau. Dạ. Rồi yêu trong vòng 6 năm. Dạ, dạ. Tụi em yêu là 12. Tới năm thứ 12 mới đám cưới. Trời ơi. Thật ra là năm thứ 6, thứ 7 là tụi em đã tính đám cưới rồi. Nhưng mà đợt đó là do tụi nhỏ dọn từ chỗ
cũ qua chỗ mới xa quá. Tụi nhỏ là mấy con chó mèo. Dạ. Thì tụi nhỏ bị bệnh rất là nặng nên tụi em lập dùng hết toàn bộ tiền cưới để mà chữa bệnh cho tụi nhỏ luôn. Mặc dù là lúc đó đã mai cho mỗi bé là cứ mấy bé gái thì sẽ là một cái accessory và bé đực thì sẽ là một cái bộ vest. Nhưng mà quyết định là hủy đám cưới để có thể là chữa trị cho tụi nhỏ. Giờ em chỉ nói là anh ơi giờ tụi nhỏ bệnh quá. Giờ thôi lấy tiền cưới đi, có gì mình cưới sau. Nói thôi giờ em quyết sao nghe vậy. Bà tính bướng. Vợ bướng lắm không nói được. Mà cái chỗ thấy... của tụi em là chỉ có chó mèo hay còn còn dạ còn nhiều loại nữa. Nãy có nói đó gà cú dạ, rồi heo thỏ có cả khỉ nữa à. Nhưng mà khi mà khỉ đã quen dần rồi thì em sẽ đưa lên một cái vườn quốc gia cho bé. Ê thí dụ nha, này cái anh hỏi này, tụi em đang đi ngoài đường nhìn thấy một cái thằng quên một cái người mà người ta chở một cái chuồng chó. Mấy đứa có giải cứu mấy con chó? Thật ra là em không đồng ý cái việc chuột chó, chuột mèo. Vì thực sự là làm như vậy sẽ làm giàu cho họ. Nhưng mà em nói tức là với những bé có duyên với em, nếu như em là người sẽ gặp cái xe đó thì em sẽ chọn cách chuột. Còn em không thì muốn là phải có dạ, đúng rồi. Lúc nào chứ không phải là mình phải vô lò mổ để chuột theo dạng là có nhiều bạn là thích chuột theo theo sở thích đó, tức là họ chuột nhưng mà họ không chăm thì không được như vậy. Dạ. Nếu nó có duyên đó. Dạ, tức là nếu mà có duyên với em là em sẽ chuột về để em chăm. Ồ như vậy là 12 năm mới cưới nhau. Dạ. Đúng ra là 7 năm là đã cưới rồi. Dạ. Ủa nhưng mà sao mắc mới thì năm sau cưới luôn. Dạ, dạ thật ra là tiền. Bà nói ta gom hết tiền ta nuôi mấy bé. Dạ, mà gom tới 5 năm luôn hả? Tiền dạ. Thì trời cũng phải chắc dạ. Mót đồ là. Gần như là mỗi tháng thì em làm ra lo từ nhỏ. À cho anh hỏi nhiều chuyện xíu. Bộ gia đình không có hỗ trợ hay sao? Lúc đó thì gia đình cũng không có biết nhiều về tụi nhỏ đâu. Em không dám nói tại vì khi mà chắc chắn là không ai đồng ý, ba mẹ không đồng ý cái việc là con gái lo cho việc thiện nguyện mà không lo công việc của mình nhiều quá. Nên em gần như là em không cho ba mẹ biết. Sau này á, thì em mới cho ba mẹ hai bên tới gặp tụi nhỏ và thấy được cái cảnh mà từ lúc mà một bé thôi thớp hoặc là đang bị bệnh rất là nặng mà em chữa tới lúc tung tăng quậy phá thì ba mẹ rất là ủng hộ mới giúp tụi em phần đó. Oh. Dạ. Rồi 12 năm yêu nhau vậy dạ. Là cứ suôn sẻ hay là có bao giờ gây lộn rồi cãi lộn rồi đòi chia tay? Chia tay dạ, không? Có. Em kể chị nghe coi. Dạ có. Bên nào đòi chia tay? Đây thường biết mà tôi hỏi thôi. Dạ cũng đúng là cũng liên quan với tụi nhỏ thôi à. Ừ. Nhiều lúc tụi nhỏ hư la tại vì tụi đôi lúc tại vì lúc đó là tụi em ở nhà thuê không à. Tại vì mỗi lần kiếm được một cái nhà mà cho chó với mèo vô thì rất là khó. Ừ. Và rồi kiếm được chỗ thì phải sắp xếp rồi cho chỗ ngủ cho nó rất yên tâm rồi nhiều lúc nó quậy quá ảnh hưởng hàng xóm thì hàng xóm bán vốn. Ừ. Thì tụi em là người la chính la tụi nhỏ thì vợ em lại la em. Ừ. Xong rồi không hiểu nhau rồi lại ai la nhau la dạ. La nhau rồi cãi lộn. Ừ. Rồi xong nhiều lúc giận quá anh cứ lâu ngày la tụi nhỏ hoài mà thực chất em muốn la để cho cái mọi người hàng xóm không có la nữa. Ừ. Rồi xong nhiều lúc nó căng thẳng cái nhiều rồi đòi chia tay miết vậy đó hả. Có lần nào mà chia tay mà nó nặng đô lâu không? Dạ lần chia tay nặng đô nhất là do ảnh đi lo với em gái mưa thôi ạ. À. Nhưng mà lần đó là chỉ có giận nha, ba ngày thì ảnh qua ảnh năn nỉ rất nhiều và lần đó thì em đã gọi là gom hết tất cả quà mà ảnh tặng. Tại em nói là người Hoa là khi mà sinh nhật á người ta sẽ ăn một cái trứng màu đỏ cho hên thì ảnh lúc nào anh cũng ngồi làm những cái trứng là hình thù rất là dễ thương để tặng em. Thì đợt đó giận nha, vậy là em gom quà toàn bộ viết một lá thư rồi đem qua tới tận nhà ảnh luôn. Xong rồi mẹ ảnh đọc được và mẹ ảnh la ảnh nhiều lắm. Rồi mẹ em cũng chêm vô nữa thì hai đứa mới làm lành được. Đó là lần giận duy nhất. Nhưng mà mai có dạ. Phụ huynh chứ không? Tức là dạ đúng rồi. Em có em gái mưa. Chà em gái mưa đó xuất hiện hồi năm nào? Canh con nhỏ đi coi mấy đứa nhỏ xong ở đây đã mưa dạ. Gió. Dạ không ạ, cái đó là năm đầu tiên rồi ạ. Năm đầu tiên quen nhau dạ. Rồi. À, này có cãi lộn thì là chỉ có tụi nhỏ là tụi mấy hàng gắn rồi. Dạ. Là năm đầu tiên là không có em gái mưa đúng không? Dạ. Còn mấy nhưng năm mà sau đó... có em gái lác đác. Dạ không, sau đó thì ảnh sợ lắm mà tại vì em là chúa ghen á. Chỉ cần gọi điện thoại mà chỉ cần ren tới tiếng thứ hai mà không bắt máy là em giận rồi. Ủa rồi cái lần thứ hai á là lần nào? Dạ lần thứ hai trước giờ thì em thấy chỉ có một lần duy nhất đó là chọn chia tay gọi là nặng nhất thôi. Thôi bây giờ xóa đi. Thôi xóa. Dạ đúng rồi. Còn bây giờ thì có nghĩa là nếu mà hỏi nè, ảnh có lãng mạn không? Em thấy là ảnh thuộc dạng là không có lãng mạn miếng nào luôn á, nhưng mà ảnh có hoa tai, ảnh làm cho em những món quà rất là dễ thương. Cả cái việc là sinh nhật em thì em kỳ lắm, em không thích là đi sử dụng tiền quá nhiều thì ảnh lại là cho em ngủ tới giờ nào ngủ xong rồi ảnh sẽ xuống làm cái món mà em thích là món bột chiên xong rồi ảnh lại bật đèn lên rồi nọ thì em chỉ thấy lần đó là lãng mạn nhất thôi. Ảnh lãng mạn lắm đó nghe. Đó là những cái hành động lãng mạn. Em thấy duy nhất một lần thôi. Là hai đứa bây giờ là yêu nhau 12 năm dạ. Rồi bắt đầu làm đám cưới. Dạ. Rồi giờ có mấy đứa con rồi? Dạ tụi em không quyết định có con ạ. Không có con. Lý do?
để dành cho nói coi dạ, tại sao chính là em cảm thấy là đợt cũng trong khoảng thời gian mà vợ cùng vợ chăm sóc tụi nhỏ cho em cái suy nghĩ là không biết sao lạ lắm em muốn là vợ em phải cực khổ thêm thời thời gian chăm con thời gian mà có bầu khoảng 9 tháng 10 ngày thì trong khoảng thời gian đó vợ gắn bó với tụi nhỏ rất là nhiều rồi mỗi lần vợ qua thì tụi nhỏ mừng rồi lỡ xô đẩy là nó công rất là nguy hiểm với lại một ngày nào đó ngày nào cũng vợ cũng bị áp lực kiểu giống như là bạn ơi nhận mấy cuộc gọi là bạn ơi nhà tôi có con tôi mới đẻ con rồi vợ sợ ảnh hưởng là lông chó lông mèo rồi bạn nhận giùm tôi đi nên là cảm thấy là vợ bị chết nhiều quá. Xong rồi đợt dịch vừa rồi cũng thấy em coi chương trình cái sự về mấy người mẹ mà có bầu á, người vợ mà có bầu á, xong họ phải đánh đổi là gì chứ giữa họ con họ với cuộc sống cái sinh mạng của họ dạ đó. Đúng rồi nên là có suy nghĩ là xong cái bộc bạch chứ nói ba mẹ trước rồi ba mẹ có nói giờ công việc của tụi con là dính với tụi nhỏ nhiều quá rồi tụi con không có thời gian chăm con tụi con thời gian chăm nên là con nói mẹ là ba mẹ ơi con quyết định là tụi con có con được không tại vì ba mẹ em cũng hay là cũng lớn rồi đó cũng nói mình nói đúng cái quan điểm thì ba mẹ cũng đồng ý xong rồi nói có lúc đang chạy xe trên đường thì em quay qua nói nhỏ với vợ là em ơi mốt sau này cưới đừng có con được không có nghĩa là lúc yêu nhau sao? Là đã nói rồi đó đúng không dạ. Vợ cũng đồng ý suy nghĩ luôn mà được cái là em rất thích là không biết sao là vợ em có cái những suy nghĩ mà khác với người khác giống như là thôi giờ em cứ suy nghĩ là lúc nhỏ lớn lên mình sẽ giống như là cưới kiếm một người vợ nào đó mình đi làm xong rồi cưới kiếm một người vợ nào đó hợp với mình thì mình sẽ cưới xong mình đẻ con cuộc sống nó cứ tiếp tục vậy còn vợ em là ngược lại hết làm em cảm thấy cái đâu ngược lại sao kiểu giống như là làm cái gì mình thích là mình làm thôi chứ không cần phải cái nguyên tắc nó vậy là mình phải vậy phá bỏ nguyên tắc dạ phá bỏ hết những nguyên tắc mà cái mình đặt ra trước giờ dạ đúng em rồi em thấy vợ em rất đặc biệt dạ đúng rồi em có thấy chồng em đặc biệt cái điều gì không dạ em thì chỉ thấy là ảnh rất là quan tâm em ảnh là người chiều em nhất trong tất cả mọi người luôn thực ra ba mẹ chưa chắc gì chiều em được vậy nữa nhưng mà ảnh chiều em lắm chỉ là ảnh là người nhiều khi thấy ảnh thì vậy nhưng mà ảnh là người đứng sau để động viên em chẳng hạn có những khi mà có những lần em lên chương trình á thì cũng nói về việc sinh con thì có nhiều bạn nói là em là đồ bất hiếu vì không sinh con nó giỏi cho gia đình thì cũng khóc nhiều lắm tại vì cảm thấy là mình thương ba thương mẹ mình lo ba mẹ nhiều vậy mà lại bị nói là bất hiếu nên buồn thì ảnh cũng là người đứng ra phía sau để nói cho em hiểu để em không có buồn nữa và cố gắng để mà lo cho tụi nhỏ thôi và cũng có nhiều bạn nói là có nhiều bài báo nói là em chấp nhận hy sinh là không sinh con để lo tụi nhỏ mà thực ra là cái đó em chọn vì em thích thôi em nghĩ là em chọn tụi nhỏ nhiều hơn đúng vậy thực ra thì cái chuyện ở đây cái hạnh phúc nó không tức là giống như tụi em phá bỏ cái nguyên tắc đó thì nếu như mình phá bỏ mà mình cảm thấy không hạnh phúc thì là mình không nên làm nhưng mà rõ ràng khi mà mình phá bỏ mà mình thấy là cái mình chọn lựa nó đem lại hạnh phúc cho cả hai bên cả chồng cả vợ thì mình cứ việc chọn thôi hạnh phúc là hạnh chọn phúc lựa chọn là lựa chọn đúng không chọn lựa lựa chọn giống nhau nha chú trời ơi rồi sao rồi lấy nhau về thì hai đứa có thấy đối phương mình còn có những cái khuyết điểm mà mình cần phải chỉnh sửa không? Thật ra là em lên bao nhiêu chương trình á thì em chỉ thấy là ảnh không có stress nhiều bằng cái việc là tham gia chương trình này đâu. Vì ảnh suy nghĩ mấy đêm trời để suy nghĩ là mình nên kể xấu vợ như thế nào ạ. Tại vì ảnh thích kể xấu vợ lắm. Nên phần này em nhường cho ảnh trước ạ. Hồi nãy lúc em nói cái câu đầu tiên á nghĩa là ảnh lo lắng thì là anh lại suy nghĩ liền trong đầu lo lắng chắc vợ mình mà khui cái tật xấu mình ra đúng không? Mà đến khi em nói là lo lắng là không biết lên khui tật xấu của vợ mình ra thì quá bất ngờ. Thôi để cho anh khui đi đâu có để thôi giờ thôi là chính vì thế là anh rất là khoái em thôi em khui đi. Dạ vợ có nhiều tật xấu lắm. Tật xấu nhất là thương tụi nhỏ nhiều hơn em. Ganh đó thấy chưa Ở chút là tụi nhỏ không biết gì giống như là đang chơi giỡn xong nó la cái câu đầu tiên mà vợ em hỏi em anh làm gì nó vậy trời ơi con không biết con em biết em làm gì nó nữa mà tự nhiên xong cái la ngược luôn không biết chuyện gì xảy ra anh làm gì mà nó la dữ vậy đó hai là đòi em ngủ đòi đuổi em không cho em ngủ giường mà đòi ngủ bỏ em đi ngủ ghế sofa bắt em là đuổi em đi ngủ ghế sofa dạ tại vì tối tụi em ngủ với 16 con chó với hơn 50 con mèo trời ủa là trong phòng á hả dạ tụi phòng. Nhỏ em có hai trạm là một trạm mình tránh rồi và một trạm là ở nhà riêng nữa thì cái phòng em có vậy thì thông thường là em ngủ là coi như là các bé sẽ bao quanh từ đầu tới chân luôn bao quanh hết và chồng nằm một sát bên góc của bên đây chỉ có cái nằm xí xí anh hỏi nè vậy thì
không gian cái phòng ngủ của em là không gian mở đúng không? Dạ, dạ. À, tại vì nhà đâu thể phòng... nằm máy lạnh được. Dạ có máy lạnh nè. À. Phòng em thì nhưng mà ngồi lông chó, lông mèo rồi thì sao? Ừ, tụi em thì em thấy cũng bình thường thôi. Tức là khi mà em chăm từ nhỏ thì hiếm khi mà từ nhỏ bị rụng lông á. Tại vì mình chăm kỹ á, với lại mình phải tắm rửa sạch sẽ và cả việc sổ dung mà chết người từ nhỏ đầy đủ nữa. Nên gần như là từ nhỏ nằm đầy hết giường em luôn. Rồi những lúc mà hai vợ chồng hành động thì chó mèo nó không ngủ thì sao? Dạ không bao giờ hành động được. Trước mắt bọn bọn thú cưng. Dạ bởi vậy thường hai đứa là phải đi đi khách sạn. À, dạ. Dạ tốn thêm khoản tiền. Dạ. Dạ. Ờ. Dạ coi như, như đó đó là buổi đi chơi của hai đứa giống như tranh thủ nói mẹ ơi tối nay tụi con đi đi chơi sẵn tụi con ngoài ngoài ngủ nha. Mẹ cũng hiểu tại vì thôi ra ngoài đi. Biết mà mẹ biết đúng không? Dạ. Dạ. Rồi. Là 16 con chó ở dạ. nhà. Ủa rồi tụi nó ăn hạt không hả? Dạ không ạ. À. Em cho tụi mẹ các bé là ăn cơm với lại thịt gà xay cùng với rau củ. Còn nếu mà ngày lễ Tết ấy, thì mọi bé sẽ có một cái đùi gà hoặc là một cục giò heo hoặc là cái phần thưởng nào đó cho mấy bé. Thương quá. Rồi có nghĩa là vợ là cưng thú cưng hơn cưng cưng dạ. chồng. Rồi. Rồi sao nữa ta? Dạ bừa bộn nữa. Bừa bộn không phải bừa thôi, nuôi con quá nhiều, 450 đứa con mà. Làm sao mà gọn cho dạ nổi? Không ạ, em vừa lắm, em vừa thiệt. Con em đi dọn thấy mồ luôn. Lần nào anh cũng nói là nhà này không có anh sẽ nhưng cái chuồng heo vậy đó. Ủa, rồi bây giờ những cái vấn đề tiểu tiện đại tiện của tụi nó thì sao? Dạ. Thì mèo thì dễ lắm, mèo tụi em chỉ cần để một hay cái thôi thì mỗi ngày mình sẽ dọn khoảng 3 lần. Còn chó thì các bé nó, tại vì cái phòng em sẽ có một cái sân phía ngoài thì các bé cũng đi ra ngoài, hoặc là nếu mà đi trong nhà thì tụi em cũng dọn dẹp liên tục như vậy. Rồi một ngày mà dọn vậy thôi cũng hết ngày. Dạ. Dạ đúng rồi, vấn đề dọn là riêng trong phòng là 2 tiếng đồng hồ. Là em dọn 2 tiếng đồng hồ, vợ vô xíu cái tụi nó thay là dạ, canh cho anh đi toilet cái nha, vô cái là dọn thêm 15 nửa tiếng nữa. Tại vì em biết sao khi mà từ nhỏ gặp em thì nó bị thai não á, tức là đang bình xong cái tự nhiên gặp em vô là bắt đầu quậy tức bừng lên à. Nó cũng trời chó nó khôn lắm, nó dạ. coi mặt đúng rồi dạ, nó đúng ngộ lắm dạ. Rồi nhưng mà nè, làm người ta nói là mình làm sinh nghề tử nghiệp á dạ. Đó thì có bao giờ mà em nuôi mấy bạn ấy mà mấy bạn ấy coi như là cắn em không? Dạ cắn là chuyện bình thường ạ, nhưng mà cái vết cắn nặng nhất mà em phải khâu 36 mũi là ngay trên mặt. Đó là bé chó này rất là to và em cứu về, nhưng mà thực ra là bé rất là dữ rồi, nhiều người nhận rồi mà không thể được thì mới quyết định là đưa qua em. Và em chăm thì em thấy là bé tình cảm lắm, nhưng mà em lại dở chỗ là quên mất là bé vừa về chưa được bao lâu, chưa được một tháng nữa thì em lại ôm bé làm cho bé hoảng. Thì bé cắn ngay mặt em là rách. Và lũng dạ ngay đây là lũng vô hàm luôn. Thì đợt đó em chạy vô, em bịt mặt em chạy vô, em nói là anh ơi em bị cắn rồi. Thì ảnh cứ nghĩ là cắn bình thường tay chân thôi. Tại vì tay chân em bị cắn liên tục mà. Thì ảnh nói ừ sao rồi, có sao không rồi em coi. Xong rồi em dở ra thì ảnh mới hết hồn mà chở đi bệnh viện. Rồi có đuổi con chó đi không? Dạ không, mà tại vì ở trong bệnh viện bác sĩ vừa hỏi câu là em sẽ làm gì với bé chó đó. Thì em nói dạ thì em bình thường đâu có gì đâu, tại vì bị cắn quen rồi. Nhưng mà bé chó đó rất là dễ thương ở chỗ là đợt cắn em xong lại bỏ ăn 3 ngày. Chỉ vì lo hay gì đó em không biết. Nhưng mà đợi em xuất viện xong em về em nói chuyện với bé và em nói là không, chị không sao đâu. Thì bé ăn trở lại, tức là em đút đồ ăn thì bé ăn trở lại. Xong rồi là kể từ đó về sau thì bé hiền hơn và có tình cảm với em hơn. Bây giờ bé nó còn ở chăm? Dạ vẫn còn, dạ, em vẫn chăm. Tại vì đối với những bé dạ, đối với những bé dữ như vậy thì em không tìm chủ. Em chỉ chọn những bé hiền và đẹp và khỏe thì em sẽ tìm chủ mới thôi. Trời ơi. Rồi vậy là coi như là chỉ có cái tật dạ. xấu vậy thôi, chứ còn một con người mà như vậy chị nghĩ chắc cũng khó có tật xấu lắm. Tại vì thì 450 người loài mà chị nói thiệt với em là khủng khiếp, chứ không có đơn giản đâu. Nhà chị có mấy con thôi mà chị muốn chết với nó. Ủa rồi heo thì sao giải cứu? Dạ heo là hồi trước là khi mà em nhận á là bé bị có một bạn nuôi theo dạng là người ta nghĩ là heo kiểng, người ta nuôi xong rồi tới lúc bé lớn hơn rồi lại không cho bé ăn nữa và làm cho bé ốm cực kỳ mà ốm mà xương luôn. Dạ thấy thương luôn á, mà heo lớn rồi mà lúc đó mà mới được có khoảng 7-8 kg thôi. Xong rồi em cũng đón về và chăm xong rồi hiện tại là bé 150 kg. Thật ra là em có 2 bé heo lận, một bé heo là mất rồi thì em phải 4 người rinh lên một cái xe để mà có thể đưa bé lên xe ba gác để đi thiêu. Rồi em chọn cách là đi thiêu bé ở bên Bình Hòa rồi sau đó là cứ lo cho bé còn lại. Mấy con thú đó mà đầu thai được vô cái trạm em chắc nó cũng tu dữ lắm đó. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ nói vậy thôi chứ thôi có mong muốn gì. Không muốn gì hả? Dạ thôi cứ vậy là cứ thấy vợ vui vẻ là được. Tại nhiều lúc cảm thấy vợ giống như là cái cục pin của em vậy đó. Trời ơi thương không? Cảm thấy vợ vui vẻ là cảm thấy em làm gì cũng được.
Hai đứa này cũng đâu trên trển á, sứ giả. Đến đó đó chị Mộc. Sứ giả trên trển đưa xuống á, thiệt luôn á. Mà qua chương trình này rồi còn lan, còn lan tỏa hơn nữa. Thiệt luôn á. Anh nói thiệt còn lan tỏa hơn nữa. Được. Và những người mà ngày xưa có những cái comment tiêu cực về em, chắc chắn những người đó sẽ có một cái suy nghĩ khác về em và sẽ trân trọng em. Và biết đâu chừng sẽ có những comment xin lỗi em về những cái comment nó sai lệch như vậy. Rồi thôi bây giờ tới em đó, chồng em sao? Em thì thật ra là ảnh có cái tính là ảnh hơi cọc đó, nhưng mà cọc với ai chứ không cọc với em. Chỉ là mỗi lần mà giận lên thì ảnh có tật là ảnh sẽ tự làm ảnh bị thương. Và có cái tính là ảnh quá thương em đi. Cái đó em không biết gọi là tật xấu hay tốt, mà ảnh quá thương em. Và như ảnh nói là ảnh là coi em là cục pin á. Nên là khi mà em stress thì ảnh sẽ stress, khi mà em vui thì ảnh sẽ vui. Thì thực ra cái đó là em nghĩ là ảnh hơi thương em quá. Nhưng mà em vẫn không muốn ảnh thay đổi gì hết. Vì thật sự là để mà có thể chiều một cái đứa bướng và lì như em thì chắc anh phải cố gắng rất là nhiều rồi. Rồi ủa vậy nó có thật xấu gì đâu? Dạ là anh không có thật xấu gì luôn á. Không có. Gần như ảnh là hoàn hảo luôn á. Rượu bia không, thuốc lá không, nói chung là tất cả mọi thứ. Gọi là bây giờ hiện tại anh sợ em ghen tới độ mà chỉ cần một cô gái nào đó tới gần mà nói chuyện thì anh nói thôi em cứ đưa qua nói chuyện với vợ anh đi. Hai câu đó thôi, em nói chuyện với vợ anh đi. Anh vậy thì ảnh có bị cái trạng thái gọi là có thể gọi là lo lắng một cái thái quá không? Dạ đúng rồi, em thấy là ảnh lo lắng một cái thái quá. Ví dụ như em cầm một dao, vũ khí gì đó. Dạ đúng rồi, em cầm một con dao, em đang gọt trái cây. Nó không để anh gọt, để anh gọt tại vì. Ủa tại em, sao? Không biết sao em đụng dao là em chảy máu thôi. Mà em lại vẫn cứ thích làm mà anh không cho. Có nghĩa là đụng dao là không chép là bà nấu đồ ăn không được, không cho nấu luôn. Em nấu không? Cả cái việc nấu mì. Nấu mì. Lúc trước nhớ hai đứa có còn đúng một gói mì trong nhà. Lúc đó là khoảng chăm tụi nhỏ xong là cũng đêm rồi. Xong rồi khoảng 1 giờ còn gói mì hai đứa tính là nấu lên để ăn, là mì, dạ mì ly á, chắc nước mì trộn khô, chắc sao lọt vô cống rồi ngồi buồn cười luôn. Dạ từ đó là em là em hậu đậu, chỉ có việc là em cảm thấy là em chú tâm vào chó mèo là nhiều nhất thôi. Chứ những việc khác là em dở cực kỳ luôn. Đặc xấu của bà là hậu đậu đó. Dạ. Hậu đậu mới dễ đứt tay. Rồi mì trộn cũng rớt xuống cống. Thì đó. Rồi em có mong muốn chồng thay đổi điều gì không? Dạ không ạ. Em không muốn ảnh thay đổi gì hết. Giữ y xì vậy. Dạ. Luôn. Chỉ là mong ảnh là bớt stress lại thôi ạ. Nhưng mà chắc là do là lo cho em quá nên mà em có nghĩ đến một lúc nào đó tuổi cao sức yếu ảnh bệnh hay một cái gì đó thì ai sẽ là người lo cho em? Dạ đúng rồi, thật sự là em lo phần đó lắm, tại vì ảnh lo cho em từng chút một, giống như gọi là gần như là cha lo cho con luôn á. Lúc đó như thế nào? Em có nghĩ tới cái viễn cảnh đó không? Dạ có chứ, hồi trước thì em có từng nghĩ và ảnh cũng từng nói là sau này ví dụ mà mình hai đứa mình già rồi á thì anh không biết là anh muốn anh đi trước hay em đi trước nữa, vì thật sự là anh đi trước anh lo cho em lắm. Không, thật sự là như vậy nè. Trong cuộc sống thì là hai đứa bây giờ còn trẻ lắm. Đừng có nghĩ gì đến những cái chuyện vớ va vớ vẩn đó. Cái đó là nói nghiêm túc. Bởi vì em phá cái nguyên tắc. Tức là nó cũng rất là hợp lý đối với hoàn cảnh của tụi em. Tại vì đâu phải cứ có con là sau này nhờ được con đâu. Nhiều khi con mình lớn tuổi già rồi con nó có cuộc sống riêng. Thì cũng là con chăm, 10 đứa con chăm cha không bằng bà chăm ông và ngược lại. Thành ra là cứ enjoy với cái cuộc sống bây giờ. Miễn là tụi em thấy tụi em hạnh phúc là được rồi. Không cần, còn đừng bao giờ nghĩ chuyện là trời ơi sau này anh bệnh thì sao, anh bệnh thì sao. Đừng nghĩ ba mẹ đó. Thì mất công cũng, lắm. Ba mẹ em cũng lo, tại ba mẹ anh thì chấp nhận việc không có cháu từ em rồi. Nhưng mà ba mẹ em thì vẫn chưa chấp nhận lắm. Thì ba mẹ em chỉ lo là sau này hai đứa già thì không ai chăm thôi. Chỉ là em nói là lúc hai đứa già thì hai đứa vào viện dưỡng lão. Thì hai đứa tự chăm cho nhau. Thật ra tự chăm cho nhau hoặc là ở cùng những ông cụ bà cụ quen tuổi mình nói chuyện với nhau cũng rất là vui. Tại vì càng ngày em thấy đọc báo đọc chí đó, em mới nói là cái thời điểm này bây giờ để mình đẻ con, mình nuôi con rồi là mình chỉ mong là sau này có con đỡ đần, không có đâu, bỏ cái tư tưởng đó đi. Dạ đúng rồi. Thật sự mà nói là như vậy. Rồi. Cảm ơn hai đứa. Với cặp đôi này, trước khi tạm biệt thì anh xin được bày tỏ một lòng ngưỡng mộ đến cho hai vợ chồng em nha. Và anh rất mong muốn có một dịp nào đó anh sẽ đến tham quan cái trạm đầy yêu thương của hai vợ chồng em. Đó. Và anh cũng là một trong những người rất là yêu quý thú cưng. Thì chắc có lẽ là khỏi cửa thăm nhà sẽ đến vợ chồng một em. Và anh rất mong muốn rằng là chương trình sẽ tạo điều kiện để thì kết nối cái chuyến đi đó. Phải chương và anh nhất quyết phải đi. Chương trình không đi anh cũng đi luôn. Trời ơi. Ok. Cảm ơn anh.